Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại quý vị vào phần 3 của chương trình ngày hôm nay. Và như thường lệ, chúng tôi khuyến khích quý vị gọi vào số 714-893-3264. Tôi nhắc lại 714-893-3264 đặt những câu hỏi liên quan đến y tế, đến bệnh trạng, sức khỏe cũng như là thuốc men quý vị đang dùng. Và trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì chúng tôi có một quý vị đã email vô cái lstvyte.com hỏi câu hỏi. Tôi nghĩ là câu hỏi này nó rất là hay, nó có thể giúp được nhiều người. Thì để hỏi bác sĩ Nhân, thì trong này có bà tên là bà Kim Nguyễn, bà 56 tuổi mà bà đã tắt kinh 10 năm nay rồi. 56 tức là cỡ chừng 46 tuổi là bà tắt kinh rồi. Và đồng thời thì bà nói my last period was 3 years ago, I'm sorry. Bà có fibroid, bà có uterine fibroid 10 năm nhưng mà bà tắt kinh 3 năm, mấy 3 năm tắt kinh. Và đồng thời bà nói là ba cái fibroid đó gần đây trong vòng 1 năm vừa qua nó lớn lên. Cái lớn nhất là 2.9 cm. 2.9 thì cũng khá lớn, 2 cm nó phải cỡ này. Dạ, nó cũng khá lớn. Khá lớn này, chứ không có nhỏ đâu. 2.9 cm nó khá lớn rồi. Nó thì nhưng mà bà nói bà không bị chảy máu. Nhưng mà some discharge là hơi có da có pelvis pain, hơi đau, có pressure, rồi bà cảm thấy nó cứ càng ngày nó càng lớn thêm. Và đồng thời bà có hơi có vấn đề với đường tiểu, bà nói rõ cái vấn đề gì. Thì câu hỏi của bà đó là bà đi bác sĩ về chuyên môn này, sản phụ khoa nói là nên vứt bỏ cái tử, cắt bỏ cái tử cung đi, giữ cái buồng trứng thôi. Thế nhưng mà bà dĩ nhiên nói đến mổ ai cũng sợ, không muốn mổ. Bà mới đi khỏi tham khảo bác sĩ khác. Bác sĩ khác nói thôi bây giờ cứ giữ đấy, không cần, chưa cần mổ vội. Thì bà hỏi theo bà đấy, ông bác sĩ nói là cần phải mổ cái lấy cái tử cung ra giữ lại buồng trứng. Còn người khác bà không nói là the doctor có phải là OB không? Thì nói là cứ theo dõi thôi, tại vì có thể là đang cái hormone của người đàn bà sau 56 tuổi rồi, mãn kinh 3 năm rồi, thì dĩ nhiên là cơ thể người đàn bà sau tuổi nó thay đổi đều đều. Thì ông nó chỉ theo dõi thôi. Thì bác sĩ Nhân nghĩ sao? Tôi nghĩ đó là theo sách vở đó, nếu mà tới cái tuổi 56 tuổi mà mình không còn có con được nữa đó, là nếu mà mình bị mấy cái uterine fibroid mà nó khó chịu quá đó, cái dễ nhất là mình mổ, mình lấy cái tử cung ra. Mình có thể để cái ovaries, tại cái ovaries nó điều chỉnh cái hormone của mình, thành ra mình giữ cái ovary. Nhưng mà tôi nghĩ tôi sẽ mổ. Nếu mà là tôi đó, tôi nghĩ tôi sẽ mổ đang lấy cái tử cung ra. Tại vì mấy người mà họ muốn giữ tử cung đó mà bị cái bệnh uterine fibroid là thường thường họ trẻ, họ vẫn còn muốn có con. Còn nếu mà không còn muốn có con nữa, cái cách trị dễ nhất đó là mình mổ. Mà cái mổ này không có gì, cái nguy cơ nó không có cao, nó không có nguy hiểm mà nó không có trở ngại gì hết. Tôi đồng ý bác sĩ Nhân là tại vì đối với tôi thì thật ra cái triệu chứng rất là quan trọng. Tùy theo cái người đàn bà thấy là nó khó chịu như cỡ nào. Số 1 theo tôi thì thấy là cái fibroid nó 2.9 thì cũng nó không có nhỏ mà nó cũng không to lắm, nó vừa, nó cũng là cái, nhưng mà cái quan trọng cái triệu chứng của bà là nó cảm thấy nó khó chịu, nó cảm thấy nó đi tiểu nó khó chịu, rồi nó đau bụng dưới, rồi nó đủ thứ chuyện hết. Thì cái đó thì vì những cái triệu chứng đó thì vấn đề đi mổ là vấn đề quan trọng, cái đó là quan trọng nhất. Ok. Dạ thưa bác sĩ, tôi nghe. Hôm nay tôi bị sạn trong thận á, nó bị những họ tiếng nữa. Thì ta nói là phải bác sĩ gia đình nói là phải phải nội soi để nội thôi thì để chị với cổ tiến, còn với là chị sạn luôn, với cái thứ hai nữa. Bà xin lỗi, bà ông nó bao nhiêu tuổi, bà cái người mà bà đang nói chuyện nó là bao nhiêu tuổi? Dạ 93 tuổi. 93 tuổi, ok, cái đó quan trọng lắm. Còn ông có bệnh gì khác không, hay là chỉ bệnh nhiễm hội tuyến với sạn ông thận không thôi, còn bệnh gì nữa không? Có tiểu đường cao máu gì nữa không? Ba sức khỏe không có, okay. Không có bị cao máu, cũng không có bị tiểu đường. Ok, rồi bây giờ bà... Không có bị gì á.
Rồi bây giờ ông Bây giờ là người ta chết ra là người ta thấy ba tôi bị bệnh nhiễm hồ tuyến như sạn không thận. Dạ. Thận. Dạ. Tức là bị nhiễm hồ tuyến. Dạ. Dạ, bác sĩ nói là hai cách. Cách thứ nhất á là cách thứ nhất á là nội soi để trị nhiễm hồ tuyến. Sạn trong thận. Ok. Tức là là nhiễm hồ tuyến luôn. Yeah. Cái thứ hai á là uống nhiều nước, uống nhiều nước nó có thể bắn sạn ra thận, nên sạn thận ra nên là có thể mình đái ra nha. Vậy bác sĩ thấy khuyên tôi thì sao? Cái phần nội soi để Wow, cái vấn đề này một lần nữa thì nó trở lại câu như câu tôi trả lời câu bệnh nhân mình trước là ông có cảm thấy khó chịu không? Ông đi tiểu có dễ dàng không? Đái có khó không? Hay có tiểu đêm nhiều lắm không? Không có gì hết á. Tại vì nếu mà không bệnh mà không có đái ra khó, không đi tiểu đêm, rồi không đái ra máu, không có vấn đề gì hết thì nó không đau bụng, nó không đau thì thường thường thì có thể như chọn lựa thứ hai của sinh nhân thì sao? Dạ, tôi cũng đồng ý đó, là tôi thấy là tại 93 tuổi đó mà cũng rất là mạnh khỏe mà cái triệu chứng mà nó không có thấy về cái nhiễm hồ tuyến đó mà không thấy đi tiểu khó, tối không có đi tiểu nhiều, không có đi tiểu ra máu về cái thận đó mà không có khó chịu đó thì không có đau nữa. Không có đau nữa thì tôi nghĩ mình theo dõi thôi. Tại vì đó cái nhiễm hồ tuyến đó mà tới cái tuổi 93 tuổi mà mình muốn mà nó lớn lên đó, mình muốn trị đó, mình phải mổ hay mình làm cái TURP đó, cái đó khó khó chịu lắm mà 93 tuổi ít khi ai mà bao giờ mổ một người 93 tuổi hết đó. Thà tôi nghĩ cái nhiễm hồ tuyến đó mình theo dõi thôi, hay là có thể mình cho mấy uống mấy cái thuốc để nó giảm cái mấy cái triệu chứng xuống thôi. Nhưng mà hồi nãy cô nói là ông cụ này không có bị triệu chứng của nhiễm hồ tuyến, thà tôi nghĩ theo dõi cái số PSA thôi. Còn về cái sạn thận đó thì giống như là bác sĩ gia đình nói đó, uống nhiều nước, tôi đồng ý uống nhiều nước để có thể nếu mà có sạn mình có thể đi tiểu cái sạn ra. Nhưng mà một lần nữa nếu mà nó cái triệu chứng nó không có khó chịu mà nó không có làm đau đớn đó, thì mình theo dõi thôi. Vâng, thì cảm ơn cô nha. Tôi hy vọng tôi trả lời cô rồi nha.